Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên hôm nay xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi, và chúng ta có đề tài về SBTN TV Canada bị cấm cửa ở Toronto. Xin thưa quý vị, đây là buổi họp bỏ phiếu để chống lại đài SBTN và cấm cửa đài SBTN tới cộng đồng Toronto. 37 members from various associations and groups across Toronto and the vicinity have voted 100% to exclude SBTN Canada and their workers from entering into any of the Vietnamese Canadian community function. Và theo tin tức thì đài SBTN Canada đã chính thức bị cấm cửa và không được mời tới các buổi họp của cộng đồng Toronto. Và đây là văn phòng của SBTN Canada ở Toronto, và hiện nay là các phóng viên đang bị cấm cửa bởi cộng đồng Toronto, và trong đó có lời đe dọa giết phóng viên khiếp nhuyễn của chương trình SBTN TV Canada. Và chúng ta sẽ nghe như sau. Và ông ta nói ít nhất là 4 lần, trong đó có một lần đòi giết tôi. Thật ra đài SBTN đã bị tẩy chay nhiều nơi ngay sau lời tuyên bố của Tổng Giám đốc Trudeau. Tuyên bố lật đổ Cộng sản là sai. Và từ đó các cộng đồng chống cộng, các đoàn thể chống cộng đã gây ra tẩy chay đài SBTN của Nam California. Và chúng ta cũng không lạ gì nếu mà ngày nay cộng đồng lớn Toronto đã ra quyết định tẩy chay, không mời, không yêu cầu SBTN tới đưa tin tức cho cộng đồng Toronto. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được là đây là một cái tiến trình dân chủ và được bỏ phiếu bởi các thành viên của cộng đồng Toronto. Đây không phải là một quyết định duy nhất và cá nhân của ông chủ tịch Kim Lê. Chuyện quan trọng đầu tiên quốc hội cần phải làm giúp chúng ta là gì? Chúng ta không bao giờ kêu gọi lật đổ chế độ hay là bạo động hay gì hết. Cái đó là hoàn toàn sai. Cái mang tình yêu xóa tan hận thù. Và tin tức đài SBTN Canada bị cấm cửa tại Toronto cũng đã được lên các tin của Local Canada. Saigon Broadcasting Television Network say they face intimidation and a ban on covering community events. As Far Morelli reports, community members say the feud is creating a divide. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.